Xin chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Học viện Văn Chiến Sunny. Mình xin được giới thiệu ạ. Mình là Barista Ngọc ạ. Thì như mọi người đã biết, trà sữa là một món đồ uống được khá nhiều người quan tâm và yêu thích. Đặc biệt như mình cũng rất là thích uống trà sữa. Nhưng khi vào thời tiết mùa đông ạ, mọi người hay gặp trường hợp đó e ngại vì cái đồ uống lạnh ấy. Nên ạ, hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người làm trà sữa nóng ạ. Thì cái tên gọi của món trà sữa này đó là matcha đậu đỏ. Và để làm được món đồ uống này, chúng ta sẽ cần những cái dụng cụ và nguyên liệu như sau ạ. Đầu tiên ạ, chúng ta sẽ cần đó là một cái máy đánh nóng kachan ạ. Tiếp theo đó là những cái dụng cụ không thể thiếu, đó là thìa ba hoặc là những cái zigger để đong đựng nữa đó. Về phần nguyên liệu ạ, thì hiện tại mình đang sử dụng của nhãn hàng Sunny ạ. Thế đối với cái món này chúng ta sẽ cần đó là lục trà đó, lục trà Sunny ạ. Tiếp theo ạ, chúng ta sẽ cần đó là bột matcha. Thì hiện tại mình đang sử dụng nó matcha Nhật ạ, đó, matcha Nhật ạ. Đối với cái tỷ lệ ủ trà thì hiện tại mình đang sử dụng đó là 25g ủ với 1 lít nước ạ. Và nhiệt độ ạ, 80 đến 85 độ C. Và thời gian ủ chúng ta sẽ là 8 phút ạ. Đó. Và khi hết thời gian chúng ta sẽ lọc trà. Và còn đối với bột matcha thì hiện tại mình đã quấy trước rồi. Và ở đây mình đang sử dụng đó là 4g bột matcha cộng với 50ml nước nóng ạ. Chúng ta sẽ không kéo dài thêm thời gian nữa, thì mình xin được bắt đầu ạ. Thì đầu tiên ạ, chúng ta sẽ sử dụng đó là 120ml lục trà. Và đây ạ, mình sẽ sử dụng thành phần bột sữa. Và hiện tại bột sữa mình cũng đang sử dụng bột sữa của Sunny nhá. Đó. Thì ở đây mình sẽ sử dụng đó là 30g ạ. Rồi, sau đó mình sẽ cho vào máy kachan ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ bật chế độ đánh nóng của máy ạ. Đó. Và trong cái thời gian đợi chờ thì chúng ta sẽ cho một cái thành phần topping đó là đậu đỏ ạ. Cũng khá quen thuộc so với cái quán trà sữa đấy ạ. Ở đây thì mình sẽ sử dụng đó là 2 thìa đậu đỏ. Mình sẽ cho vào đáy cốc ạ. Chúng ta sẽ đợi chờ một chút ạ. Và cái thành phần trà và thành phần bột chúng ta đã đánh xong thì chúng ta sẽ mở nắp ra. Và chúng ta sẽ có một cái lớp gần như là milk foam ạ, rất là dày ạ. Thì trước khi chúng ta cho cái thành phần trà và bột vào thì chúng ta sẽ cho đường vào. Thì đối với đường thì ở đây mình sẽ sử dụng đó là 25ml ạ. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cho thành phần đó là bột và trà vào. Thì chúng ta sẽ cần một cái thìa để kiểm soát được cái dòng nước. Tiếp theo ạ, chúng ta sẽ cho thành phần matcha vào ạ. Chúng ta sẽ đổ vào giữa. Và đây thì chúng ta sẽ sử dụng một chút bọt còn lại để che đi cái thành phần matcha. Thì đây mình sẽ cho thêm một
để co thêm lá lết vào. Được. Đó. Vậy là ly đồ uống của mình đã hoàn thiện xong ạ. Chúc các bạn thành công ạ. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ video và đăng ký kênh ạ. Hẹn các bạn trong video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.